mừng các bạn đã quay trở lại với Đang Làm Fitness. Thì ngày hôm nay cái video này sẽ hướng dẫn các bạn top 3 bài tập cơ tay trước hiệu quả nhất với tạ đơn. Rồi, trục tay thì chúng ta sẽ tập gì? Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đến với bài là ngồi cuốn tạ đơn tập tay nha. Đây, cận cảnh nè. Các bạn cần một cái băng ghế, nó sẽ cao cỡ 45 độ như thế này. Cái góc này là cho các bạn xem. Rồi, tập cơ tay là tập cho con chuột nó to, nó căng và nó tròn như vậy đúng không? Rồi, đây là một cái cục tạ đơn. Này nó khá nặng ấy, cỡ 10 kg. 3, 6, cỡ 8 kg một bên. Rồi, các bạn lưu ý là khi tập cái bài tập này á, thì các bạn phải nhớ một điều là cái tay để mà cái chuột của bạn á, nó bự hơn á, các bạn phải cuốn chậm và các bạn sẽ tránh cái việc là các bạn quăng tạ nha. Rồi, các bạn sẽ tì cái khuỷu tay của bạn nè, vô bắp phần bắp đùi, bạn tì xuống gì? Đó, bạn cuốn lên. Khi lên tới chỗ này á, nè, không phải là lên tới đây xong rồi đưa xuống liền, mà các bạn lên tới đây á, các bạn phải bóp chặt, gồng con chuột của bạn một xíu thì nó mới vô con chuột của bạn nhiều nha. Gồng cái chỗ này, gồng con chuột của bạn một xíu. Rồi các bạn rơi từ từ đưa xuống. Đó, các bạn tới chỗ này nè, các bạn sẽ cảm thấy cái lực căng của cái phần con chuột ở chỗ đây, nó căng ở đây một xíu, các bạn giữ từ từ. Căng tới đây là vừa rồi. Các bạn đừng có thả sâu xuống hết quá. Nè. Rồi, tới đây là vừa rồi, đừng có thả sâu xuống hết, đừng có thả duỗi khói khớp với cẳng tay nha. Tới đây là vừa rồi, rồi cuốn lên. Thở ra, xuống hít vào, lên, thở ra. Rồi, lưu ý thứ hai là khi cuốn á, đừng có để cái cổ tay nó bị bẻ gì như cuốn lên nha. À, thấy không? Để gì bị đau cổ tay trước nè. Giữ cho nó vuông góc lại, cuốn lên. 2 3 nè, góc khác nè. Để cận cảnh nó xem nè. Đây. Rồi, đây. Cận cảnh con chuột nè, cuốn nè. 1 nè. 2 nè, gồng lên nè. 3 nè. 4 nè. Rồi, các bạn tập một hiệp mỗi bên đó, các bạn tập khoảng tầm 10 đến 12 cái là con chuột của bạn nó sẽ được kích thích vô tốt nhất. Rồi, hãy lưu ý là tập đều mỗi bên tay với cái bài tập này nha. Cuốn nè, cuốn cho nó đều cái tay của bạn lên một chút. Đó, cuốn cho nó đều ở đây lên, tì vô cuốn lên. Đó. Đó, nhìn con chuột của mình nó gồng rồi. Đó, rồi ra đó nó lung rồi thấy không? Gồng đó, siết lại. Đó. Đó, rồi đơn giản không? Rồi. Ok. Đến với bài số 2. Khi tập cái bài vừa rồi thì nó gồng, các bạn cuốn vô phần phía bên trong thì nó sẽ tản lực đều của phần con chuột của bạn. Rồi bây giờ mình muốn các bạn tập cái bài này nó tác động vào phía bên trong nhiều hơn, phía bên chỗ này nhiều hơn nè. Rồi đó, chúng ta sẽ tập bài cầm cái tạ đơn, chúng ta cuốn lên nó lên như vậy, cầm hai cục hai bên nha. Rồi đây đó, nhìn con chuột của mình nè, nó gồng nè. Đó, nó sẽ làm cho con chuột của bạn tròn hơn. Nhìn cái phía bên trong nè, rơi xuống nè, cuốn lên. Đó, giữ lại, đưa xuống, cuốn lên. Đó, lên, bóp chặt lại. Đó, cuốn lên. Vẫn theo nguyên tắc cũ nha. Nguyên tắc cũ là khi bạn cuốn là đừng có bẻ cổ tay gì, giữ cho nó cứng lại. Xuống, hít vào. Đó. 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 Rồi, đó là phần vô của phần con chuột ở phía trong. Nó xây dựng cái độ cắt của phần con chuột ở đây nè. Nè, đó, nó xây dựng cái độ cắt của con chuột này. Nó sẽ giúp bạn xây dựng cái phần con chuột rất là đều nha. Rồi, một cái bài tiếp theo, bài số 3. Chúng ta sẽ tập cái cạnh ngoài của cái phần cơ bắp tay, phần phía con chuột. Thì chúng ta sẽ tập cái bài tạ búa. Rồi, bây giờ mình đứng lên nha, tập nha. Rồi, với cái bài tạ búa thì các bạn sẽ cầm tạ nó lên như vậy. Vậy các bạn cuốn cho nó vuông góc như vậy nè. Đó, bạn đứng nó vuông góc gì, rồi đưa xuống, vuông góc gì, đưa xuống. Cái bàn tay á, cố gắng vẫn nắm ở giữa nha, đưa xuống. Rồi đó, nhìn con chuột nó di chuyển nè. Đó, đưa xuống, thở ra, đưa xuống, thở trên, hít ở dưới. Rồi đó, gồng đưa lên, hít, thở, hít nè, thở nè. Đó, đưa xuống. Lựa chọn của tạ vừa thôi nha. Tập cho cầm, tập trung vô, tránh việc đừng ăn gian mà quăng gì, đừng ăn gian quăng gì nha.
Rồi giữ chuột tay lại, gồng đưa lên. Đó, gồng đưa lên nha. Đó, coi. Rồi, đơn giản thế thôi. Hướng dẫn các bạn 3 bài tập tay rất đơn giản, các bạn có thể tập tại nhà hoặc tập với phòng gym. Rồi, cố gắng tập cho tay nó bự nha. Rồi, hôm sau mình sẽ hướng dẫn những cái nhóm cơ khác nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Ra Lòng Fitness.